Mỗi chúng ta sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình. Không nhất thiết phải chinh phục thế giới, cố gắng hơn người mới là thành công. Đôi khi chúng ta chỉ cần biết làm chủ bản thân, hoàn thiện chính mình để vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và nhân vật chúng tôi may mắn có dịp được gặp trên chuyến hành trình này là một người mạnh mẽ như thế. Chị sinh năm 1973 ở một quê nghèo chiêm trũng Bắc Bộ. Gác lại sau lưng quê nhà, gia đình và những ký ức tuổi thơ êm đềm. Vì gia đình nghèo, chị sớm phải vất vả mưu sinh. Chọn Bình Dương làm nơi lập nghiệp và mưu sinh hơn 10 năm qua. Không nghề nghiệp, bằng cấp, chị không có cơ hội lựa chọn nào ngoài công việc chân tay đầy vất vả, nhọc nhằn. Hơn 10 năm mưu sinh ở xứ người với bao vất vả, đắng cay tủi hờn. Nhưng cũng đã kịp nhen nhóm trong chị những hy vọng về một tổ ấm, dù còn nhiều khắc khoải chưa vẹn tròn. Công việc của em làm là làm thợ gỗ, lắp ráp rồi nói chung là làm hết cái này, làm hết cái kia, làm lâm cả. Gì cũng làm hết. Là giấc thì làm từ 7 giờ sáng đến làm giờ hành chính từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 15. Dân thì mệt lắm, hàng gỗ là nặng lắm, bụi lắm. Nhưng mà người khác thì mình không có được làm được gỗ này, nó không có bằng cấp là cũng là thủ công. Không thôi thì đâu không làm, cũng không làm thu nhập này thì chưa biết đâu, không biết đâu được sống được nhau, giờ mình ráng làm thôi. Giờ con cái thì có con cái rồi, ráng làm. Giờ sinh nhật nhà lớn rồi, sinh nhật đâu không có được hết á. Giờ mà thôi là như là gỗ là được rồi, thì làm nữa năm nay năm đó là dạy cho con là mua sữa cho con thôi. Như gia đình em thì em lấy chồng năm 2011, rồi lấy chồng hơn 1 năm có bầu con số tháng đó là anh bỏ đi à. Là động là hai mẹ con ôm nhau xanh thì đưa bà ngoại nuôi dùng, nuôi 1 năm là cho bé về ngoại nuôi luôn. Em không nghe lộn hết gì đó à, cũng đi làm, anh đi làm về là anh với mẹ buông đồ anh đi à. À, em đi làm về là không còn gì đó. Năm ngoái có vô có về quê thăm được một lần, thăm được 3 ngày á, là về đi luôn rồi. Nhưng vất vả cũng nhờ bà ngoại vô nuôi dùm nữa. Nhưng mà em làm có các bác với em nữa, em trai với em dâu nữa, lo cho mình em nó không nhân lại nổi. Dù hạnh phúc riêng chưa được vẹn tròn, nhưng chị luôn tin rằng tất cả những mối quan hệ nhân duyên đến và đi trong cuộc đời mỗi người đều có lý do. Sự nuối tiếc không khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn, mà trái lại, chúng khiến ta đắm chìm trong tuyệt vọng. Để rồi chị nhìn nhận và đối mặt với vấn đề được mất với một tâm thái nhẹ nhàng. Vì chị tin, mỗi giai đoạn, mỗi con người đi qua cuộc đời chúng ta đều dạy cho ta một bài học quý giá. Để ta hiểu hơn về bản thân mình và nhìn nhận mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Nay mình bây giờ ước gì là cho mẹ con này, con gái anh học, lo cho con gái anh học đầy đủ mà sau này trưởng thành đến nơi chốn là mình. Thứ vậy mình bây giờ thì nhờ nhìn giúp đỡ được gì thì giúp đỡ, nhưng mà em nhớ chẳng biết sao nữa gì đấy. Em không muốn đâu, nhưng mà vì bạn mẹ cũng động viên cho mình là một cái tinh thần cho nó vui, mà cho nó thấy cái cuộc sống của mình cho nó như bạn như bè thôi. Cũng mong muốn người gia đình bây giờ cũng không có tiền nữa, nên là cũng eo hẹp lắm, nó cũng muốn cũng không được, cũng không dám, cũng không dám như bố mẹ nữa. Người gia đình mà giàu có hay nói gì thì cũng ấy được. Nhưng mà giữa gia đình hoàn cảnh khó khăn quá, đâu có dám đòi hỏi được, thôi số phận nhất nhỉ. Số phận mình khổ như vậy thôi. Luôn lạc quan và cố gắng nỗ lực hết mình vì tương lai của mình, của con và của tổ ấm nhỏ. Nhưng suốt hơn 40 năm qua, thẳm sâu trong chị lúc nào cũng là những nỗi niềm chất chứa về dị tật bẩm sinh sứt môi. Nó không chỉ khiến chị gặp khó khăn trong việc phát âm, mà còn khiến chị luôn tự ti và buộc mất những cơ hội tốt đẹp cho cuộc đời mình. Nó mở làm nó thảm ít nè. Đó là mẹ, ba mẹ đi lên giá thì bé đó. Lúc đó lên thì người thân thì người ta lên để người ta cái này, người ta đẹp ra là sao đó, mình chồng con thì sao vậy đó. Thì nhiều lúc thì cũng suy nghĩ là
đầu óc thì suy nghĩ tùm lum lắm. Sao người ta như vậy, mình như là số mình khổ vậy thôi, mình gánh vậy thôi chứ sao. Cha mẹ khi là bây giờ con số phận rồi, số phận con vậy thì con gánh chịu chứ con ba mẹ đâu biết làm sao được. Trong thời gian lúc làm hết đắt nhất là những lúc mình mang bầu vậy. Mà sanh con đẹp gái là lúc bây giờ làm hết đắt nhất là vì nuôi con thì công an thì làm không có tiền không chạy đó, rồi con một mình thì có ai lo đâu đó. Mình có chồng, người khác có chồng, chồng lo được giúp đỡ cho mình chút ít nên đây sanh con là một tháng là phải làm luôn rồi. Suốt hơn 40 năm qua vì cái nghèo, cái khó cứ đưa đến ngổn ngang, làm chị chưa một lần dám nghĩ đến việc phẫu thuật khắc phục dị tật của mình. Chỉ đến khi nhân duyên đưa chị đến với chương trình, chị mới dám mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội cho mình để vươn lên trong cuộc sống. Lúc mơ đi làm công nhân thôi, chứ không lo nghĩ, không suy nghĩ, lúc mơ cái gì hết á. Coi là thu nhập là cao, hay thôi là bắt đầu tiền là đang chạy rồi, chứ còn không mơ ước là chị làm gì hết. Thì gia đình leo quá, khổ quá rồi, cũng chả mà có mơ ước, không có, không chạy được. Thì em chưa biết nếu mà thật không thì không mừng thôi, chứ em nhận chưa biết làm sao nữa. Vừa rồi thì bác sĩ Long có nhận được một cái hồ sơ của chương trình Cuộc Sống Mới chuyển qua. Dạ. Đó là có hồ sơ của em. Dạ. Thì trong hồ sơ thì cũng có nói tương đối đầy đủ rồi. Dạ. Nhưng mà để cho các bạn xem đài tiện theo dõi thì bác sĩ Long sẽ hỏi một số cái vấn đề của em ha. Dạ. Thì khi mà mình bị cái này đó là mình đã phẫu thuật bao nhiêu lần rồi? Dạ, con này bẩm sinh ạ. Bẩm sinh? Dạ. Rồi, từ cái lúc mà khi mà sinh ra đó cho đến cái thời điểm hiện tại là đã phẫu thuật được bao nhiêu lần? Dạ, chưa lần nào ạ. Chưa phẫu thuật lần nào hả? Một lần bé. À, phải có một lần chứ, một lần. Dạ. À, phải có một lần. Chứ nếu mà không có lần nào thì cái môi nó đâu có liền lại được, đúng không? Tại vì đây là cái gì thật, sức môi hơi mệt mà. Dạ. Thì khi sức môi em bớt thì nó sẽ bị một cái đường khuyết ở đây. Dạ. Chưa kể là nó sẽ bị trẻ bên trong hàm ếch. Dạ. Và chắc có lẽ là cái trường hợp của Hoa là đã lúc mình vá đó là không có vá hàm ếch, đúng không? Dạ. Cho nên nó vẫn còn ảnh hưởng cái giọng nói cho tới đến ngày hôm nay. Dạ. Nếu mà những cái trường hợp này thì chúng tôi cũng nói luôn với các bạn xem đài là chúng ta sẽ nên, đối với những trường hợp mà chúng ta phát hiện sức môi hàm ếch thì chúng ta nên phẫu thuật sớm cho trẻ, tốt nhất là trước 8 tuổi. Như vậy thì chúng ta sẽ đóng được cái hàm ếch bên trong, và như vậy thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến giọng nói, hoặc là nếu có thì cũng ít thôi. Còn cái trường hợp của Hoa là chúng ta đã làm hơi trễ thì cái hàm ếch không đóng được. Hiện nay Hoa sống ở đâu? Dạ, con quê con ở Hà Nam. Con vô đây Sài Gòn sống năm nay cũng được 17 năm rồi ạ. 17 năm rồi? Dạ. Hôm nay chúng ta gặp nhau là để bác sĩ khám cho Hoa. Dạ. Và đồng thời thì phân tích những cái đặc điểm khiếm khuyết trên cái gương mặt của mình. Dạ. Rồi bác sĩ nói luôn cái phương án mà chúng ta sẽ phẫu thuật. Dạ. Làm sao để cho nó đẹp nhất, nó tốt nhất, phục hồi lại được những cái hình dáng cũng như cái chức năng. Yeah. Nha. Rồi. Trước tiên thì chúng ta quan sát một cách tổng thể trên gương mặt thì cái phần rõ nhất của sức môi hàm ếch thì nó nằm ở khu vực này ha. Yeah. Đặc điểm của những cái trường hợp này đó thì chúng ta thấy ở phần từ trên mũi xuống thì cái mũi này một bên đó, cái lỗ nó một bên đó. Yeah. Nó tròn, nó to. Một bên đó thì nó kéo dài. Yeah. Một bên nó kéo dài và nó bị xẹp xuống, lý do là nó mất cái phần sụn mũi ở bên đây. Yeah. Cho nên nó bị xẹp xuống. Thì đây là một trong những cái đặc trưng của cái mũi, cái phần mũi của sức môi hàm ếch. Kế tiếp chúng ta quan sát cái phần môi. Cái phần môi thì thông thường sau khi vá xong nó sẽ để lại một cái sẹo ở đây. Yeah. Và cái viền môi
để chúng ta để ý cái viền môi từ bên đây đi qua thì nó kết thúc ở vị trí này, còn cái viền môi từ bên trái đi lên thì nó kết thúc ở vị trí này. Hai cái viền môi này nó chưa giáp được với nhau. Cái thứ hai là nó không có liền lạc, nó bị đứt quãng nha. Một cái thì nằm bên trên, một cái thì nằm bên dưới. Do đó nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là chúng ta phải đưa cái viền môi này lại cho nó ngang bằng với nhau và nó phải tiếp nối được với nhau. Như vậy thì nó mới tạo nên một cái viền môi đẹp. Cái phần sẹo bên trên thì bác sĩ Long thấy rằng nó cũng có sẹo, nó cũng còn để lại sẹo. Tuy nhiên nó không có xấu lắm. Chắc có lẽ là thời gian dài quá nó cũng được xóa bớt đi rồi, nó mờ bớt đi rồi. Thì chúng ta chỉ cần bắn tia laser fractional ở khu vực này để chúng ta làm mờ nó thêm, để cho nó đẹp hơn. Quay trở lại cái gương mặt của Hoa, thì ngoài cái việc mà ảnh hưởng của cái dị tật bẩm sinh này thì nó, bác sĩ để ý thấy nó còn có những cái vấn đề khác. Thí dụ hai cái má này nó hóp quá, nhìn lên cái gương mặt á, nó không có tươi, không có sức sống, sức trẻ. Khi mà già, khi mà hóp như vậy đó, chúng ta sẽ có cảm giác là nó già. Như vậy thì bác sĩ sẽ bù khuyết thêm chỗ này bằng cái kỹ thuật là chúng ta sử dụng mỡ tự thân, chúng ta ghép lên. Thì cái việc mà chúng ta ghép cái má hóp này đó là nó có hai mục tiêu. Thứ nhất là nó sẽ làm đầy hai bên này lên để nhìn cái mặt nó tươi trẻ hơn. Cái thứ hai, trong cái tác dụng của cái ghép mỡ này, nó đem lại là làm cho cái làn da nó tươi trẻ hơn, cái làn da nó mịn màng hơn, nó tốt hơn. Thì thông thường ở cái tuổi này nó da nó cũng đã bắt đầu lão hóa rồi, xuất hiện tàn nhang, đồi mồi, thậm chí vết nám chút đỉnh. Như vậy thì chúng ta ghép mỡ nó cũng có tác dụng điều trị cái này. Trên cái gương mặt của Hoa cũng còn có một đặc điểm chung nữa, cũng trong cái vấn đề mất thể tích, là hai cái khóe mắt này. Ở bên dưới chúng ta nhìn thấy hai cái hằn sâu rất là rõ, hai cái rãnh này. Thì cái kỹ thuật ghép mỡ nó cũng cho phép chúng ta xóa cái chỗ này đi. Xóa cái chỗ này đi. Đồng thời nếu để ý kỹ thì chúng ta thấy cái da ở chỗ này nó cũng bị thâm. Nó bị thâm, đúng không? Nó đen đen, nó không có được giống như cái da ở bên dưới cái mặt hoặc là da trên trán, mà toàn bộ cái vùng này nó bị thâm. Thì cái ghép mỡ nó cũng có tác dụng là làm sáng cái da này lên. Tức là một công mà hai việc, nó cũng rất là tốt. Như vậy thì ngoài việc chúng ta chỉnh lại cái dị tật sức môi hàm ếch thì chúng ta còn có thể làm thêm để cho cái gương mặt chúng ta trở nên nó tươi hơn, nó trẻ hơn. Trong cái điều chỉnh sức môi hàm ếch này thì cái vấn đề mà nặng nề nhất, phẫu thuật kéo dài thời gian nhất là cái mũi. Cái mũi thì hiện nay chúng ta thấy chẳng những nó bị tẹt xuống, nó một bên lỗ to, bên lỗ bé, cái cánh mũi hai bên không đều nhau, thì cái dáng mũi hiện nay nó cũng không có được đẹp. Cái dáng mũi không có được đẹp, nó hơi bằng, hơi lại ở đây. Như vậy thì bác sĩ sẽ nâng cái đầu mũi này lên. Nâng cái đầu mũi lên. Khi mà chúng ta tạo hình mũi thì chúng ta nâng lên luôn. Và chúng ta sẽ tạo một cái dáng mũi mới, thanh thoát hơn, đẹp hơn. Không biết Hoa có hỏi gì thêm không? Dạ, con hỏi bác sĩ, ví dụ mình nâng mũi á, sau này để mình biết là không, hay là sau này mình tháo ra làm lại nhá? Đâu có, chúng ta làm xong một lần là vĩnh viễn luôn chứ. Chứ là làm sao mà đi tháo ra làm lại. Dạ, không, kẹp cái gì đâu đó, sau này mình tháo ra đó, con sợ như vậy á. Hoa nói sao? Nâng mũi á, là mình nâng mũi mà bác sĩ kẹp sắt đâu hay gì vô đó. Dùng cái gì để gắn vô hả? Gắn tạm vô hả? Rồi sau này tháo ra hả? Dạ, con sợ vậy. Hoa nói cái ý này thì chắc có lẽ là bác sĩ nghĩ là Hoa đã coi ở đâu đó trên mạng gì đó. Thì ít nhau mà con coi. Đúng không? Có người ta có bán một cái thiết bị là để vô nâng cái mũi lên. Đúng không? Nó bằng nhựa, đại khái đưa vô nông lên để cho nó tròn lại. Thì cái đó không phải. Chúng ta làm phẫu thuật thẩm mỹ là chúng ta làm vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ đều là vĩnh viễn hết. Ngay cả cái việc mà chúng ta ghép mở lên làm đầy, nó cũng là vĩnh viễn.
À, chứ không phải là cái một cái thời gian nào đó chúng ta phải làm lại. Dạ. Ngoại trừ đối với riêng cái ghép mỡ là nếu mà chúng ta sụt ký quá, dạ, cái mỡ nó tiêu đi, dạ, thì lúc đó chúng ta mới làm lại thôi. Dạ. Chúng ta bị mất ký nhiều. Còn những cái trường hợp mà cái cân nặng chúng ta không có thay đổi thì cái ghép mỡ là vĩnh viễn. Dạ. Do đó thì an tâm, đối với cái mũi cũng vậy. Mũi khi mà chúng ta làm một lần là chúng ta sử dụng vĩnh viễn, không cần phải làm lại. Ngoài ra Hoa có hỏi gì thêm không? Bác sĩ cho con hỏi mình phẫu thuật này có lâu không bác sĩ? Phẫu thuật lâu. Trong phòng bao nhiêu ạ? Nếu làm hết toàn bộ thì nó mất khoảng 4 tới 5 tiếng. 4 tới 5 tiếng. Nhưng mà an tâm là làm rất là êm ái, hoàn toàn không có đau. Nha. Thì nếu như chúng ta không có thời gian thì chúng ta có thể chia làm hai lần. Lần đầu thì chúng ta chỉ làm cái môi với cái mũi thôi, như vậy thời gian nó sẽ ngắn lại. Và lần thứ hai thì chúng ta làm cái ghép mỡ để làm đầy những cái chỗ mà chúng ta bị hõm, bị hóp ở trên gương mặt. Rồi bây giờ Hoa đã chuẩn bị tinh thần để bước vào phẫu thuật chưa? Dạ, sẵn sàng phải không? Dạ. Rồi bây giờ sẽ có chuyên viên phòng mổ xuống hướng dẫn Hoa lên trên. Dạ. Và bác sĩ Long sẽ làm các bước chuẩn bị để phẫu thuật cho Hoa. Dạ. Nha. Dạ. Rồi mời đứng lại. Những khát khao hy vọng ước mơ âm ỉ trong suốt hơn 40 năm qua của chị khi được gặp cái tâm, cái tài của đội ngũ y bác sĩ đã cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để rồi những khát khao hy vọng ấy sẽ đơm hoa kết trái như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ đón trong những số tiếp theo của chương trình.